Mình tên là Nguyễn Văn Hải, mình đến từ Hà Nội. Mình đang sở hữu con Tiguan Apex của Volkswagen Việt Nam. Mình rất hài lòng con xe này vì nó tiện ích 7 chỗ, rất êm ái khi vận hành. Hệ thống ghế lái cũng như ghế phụ chưa trang bị cái quạt thông hơi, cho nên nó đi mùa hè ở Hà Nội cũng như ở ngoài Bắc nó hơi nóng. Nói chung thì với đường trường thì hết khoảng 6,5 lít. Đường hỗn hợp thì nó khoảng tầm 8 lít. Nói chung là tôi rất hài lòng về cái này vì nó rất tiết kiệm. Xin chào quý vị, tôi tên là Nguyễn Đức Mạnh. Tôi trước làm ở Sông Đà, hiện nay đang sống ở Xuân Khanh. Tôi mua xe này từ năm 2016. Tôi đang dùng xe Volkswagen, dòng xe Polo 1.6 và số tự động màu trắng. Thì tôi rất hài lòng với cái xe này bởi vì là tôi đã trước khi mua tôi đã tham khảo nhiều dòng xe, thì thấy dòng xe này là nó phù hợp với cái tính năng sử dụng của tôi với tầm giá mà tôi có thể chi trả. Thì nội thất với tôi như thế này là vừa đủ. Tôi đã trải nghiệm cái xe này trên các cung đường Tây Bắc vì do ngành nghề tôi là làm thủy điện nên là tôi đã đi về cung đường Cao Bằng, Sơn La. Thì tôi thấy là cảm giác lái rất là bám cua và tốc độ thì có thể đạt được 100 km trên các đường cao tốc mà tay lái vẫn rất là tốt. Cái thứ hai nữa là cái cách âm của nó cũng rất tốt so với những cái dòng xe mà hiện nay ở trên thị trường, thì tôi thấy xe này tốt hơn xe khác. Thì sau khi trải nghiệm thì tôi chỉ mong muốn là cái xe này nhiều người tiêu dùng biết hơn, và để bán được nhiều hơn trên thị trường thì cần có sự cải tiến hơn một chút về cái đèn cụm đèn ở đằng trước, đèn sau, nó thêm cái tính năng đèn LED để cho nó bắt mắt hơn. Còn về hình dáng thì tôi thấy là rất tốt. Chào các bạn, tôi là Hải, tôi đến từ Hà Nội. Hiện là tôi công tác cho tập đoàn IBM Việt Nam. Thì tôi chọn chiếc xe Passat Blue Motion sau khi cân nhắc rất là nhiều những cái xe cùng dòng tương tự. Thì cái điểm mạnh của cái xe này nó là cái thứ nhất là nó là size full size cỡ D, rất là rộng rãi, chất đức, an toàn là số 1. Tôi về cơ bản thì tôi rất ưng cái xe này. Tuy nhiên là có một cái mà mình nghĩ rằng là ở cái phiên bản sau nên cải tiến là cái phần mà thiết kế cái bảng sáng này trông rất khỏe là đẹp. Tuy nhiên là khi mà đi vào chỗ mà buổi ban ngày đó thì cái ánh sáng ánh nắng mặt trời đó, họ chiếu vào cái bảng này dẫn đến là nó sẽ bị lóa ở kính gương rộng. Thì ở cái phiên bản sau thì mình nghĩ nếu mà có thể được thì đổi cái màu này sang một cái màu vàng hay cái gì đó thì nó được bớt cái phản sáng. Đấy là cái duy nhất mà mình nghĩ là phải cải tiến. Khi mà chạy trên đường đèo thì mình cảm nhận được cái tính ổn định về hệ thống treo chắc chắn của xe và cái tiền đình của người ngồi sau cũng như người cầm lái khi mà đi xuống đến nơi thì nó không bị mệt. Cái điểm rất là mạnh mình đã. Tôi là Lưu Văn Thu, tôi đến từ Hà Nội. Hiện nay tôi đang sở hữu một xe Volkswagen Tiguan Osprey 7 chỗ. Cái điều tôi thích nhất của chiếc xe này là đi rất đầm, ôm cua rất bám cua đi đường. Tốc độ gia tốc thì rất tốt trên đường trường. Tuy nhiên tôi qua một thời gian sử dụng thì tôi mong muốn rằng với cái xe với 2.0 như vậy thì có thể làm sao cho cái gia tốc đầu tiên từ lúc bắt đầu khởi hành, làm sao cho cái độ trễ của chân ga của tôi nó giảm đi. Hiện nay khi mà tôi khởi động và tôi gia tốc lên thì có một cái độ trễ nhất định. Ngày hôm nay tôi chưa mong muốn nó được thay đổi, được cải tiến đi. Từ màn hình cảm ứng, hệ thống giải trí rất tốt, hơn những xe khác mà tôi đã từng thử nghiệm, đã từng sử dụng vào các cái đường cua, những cái đoạn gồ ghề, xe có cái độ bám và cân bằng rất tốt. Xin chào, mình là Đoàn Hoàng
Giang, mình đến từ Hà Nội. Hôm nay mình có trải nghiệm là chiếc xe Tiguan của hãng Volkswagen này. Mình ngồi cả ghế trước cả ghế sau, bên ghế trước bên tay lái, bên cạnh tay lái và ghế sau, thì mình thấy đi tuy đi đường đèo á, nhưng mà mình thấy cảm thấy là lúc mà đổ đèo hay là lúc sẽ vòng xe thì rất là êm và thoải mái. Còn chỗ ngồi phía sau thì cho người phía sau mình thấy thoải mái, để chân duỗi chân thoải mái, dựa cũng thoải mái. Nói chung mình có chụp chuyến đi lần này với xe Tiguan này rất hài lòng. Ngồi trên chiếc xe Tiguan này trải nghiệm qua 2 ngày qua thì cảm thấy điều hòa rất là ổn, mát lạnh, thì chỉnh theo mình thôi, và cả phía trước cả phía sau điều hòa đều tỏa rất là đều. Chứ không chắc đến những điểm gì nó ảnh hưởng quá lớn ạ. Mình cảm thấy rất thoải mái, kể cả về độ ồn, chống ồn hay các thứ khác. Mình đang ngồi ở hàng ghế sau của chiếc Volkswagen Passat. Thì ở hàng ghế này, theo cảm nhận cá nhân của mình thì cái không gian của nó là mình hài lòng. Nhìn đầu thì các bạn thấy như khá nhiều, nghe để chân rất là rộng rãi. Chỉ có một cái điểm là ở đây mình thấy là chưa được ưng lắm là cái độ ngã lưng của cái hàng ghế này có vẻ là nó hơi đứng so với lại cho phân khúc xe hạng D thôi. Nhưng mà so với lại những cái phân khúc nhỏ hơn thì cái độ ngã lưng này là cũng khá là tốt rồi. Nếu như mà chính điện được ngã ra nhiều hơn như Camry là mình thấy bá đạo trong phân khúc luôn. Ở đây thì thêm cái phần rèm chỉ thẳng hai bên đó, nhưng mà cái này thì mình có thể gắn thêm được. Một cái điểm mà mình nếu được, mình nghĩ là Volkswagen mà cải thiện được nữa thì càng tốt, đó chính là cái máy lạnh. Bởi vì máy lạnh là mình cảm nhận là nó chưa được sâu lắm, phải chi mà Volkswagen họ làm máy lạnh sâu hơn nữa thì đi những cái ngày hè này mình sẽ thấy dễ chịu hơn đó. Bù lại thì cảm giác ngồi bên sau khi mà đi xa trên chiếc Passat này á, mình thấy rất là dễ chịu và nhẹ nhàng. Mình đi cung đường Mộc Châu thì có rất là nhiều đường cung đèo cua nhiều, nhưng mà mình đến nơi mình vẫn thấy cái tinh thần rất là nhẹ nhàng, sảng khoái. Bởi vì sao? Bởi vì là cái xe này, cái thân xe nó rất là chắc, khi mà cua nó không bị nghiêng nhiều, không bọc bền nhiều đó. Thế nên là mình không có bị say cái chuyển động của xe, hay gọi là say xe á, đến nơi cực kỳ nhẹ nhàng luôn. Đó là cái mình thích khi ngồi ở hàng ghế sau, và mình đánh giá rất cao cái điểm này ở trên Passat. Nếu như xét đi hàng ghế sau thì mình sẽ chọn Passat. Ok, chào các bạn, bây giờ thì mình trở lại với vị trí ngồi lái của chiếc Volkswagen Passat. Thì cái điều mình thích ở đây á là cái cảm giác mà xe này nó mang lại, giúp mình tự tin khi mà cầm lái. Khung gầm này nó có thể nói là vững, nhưng mà cái cảm giác treo của nó thì vẫn rất là êm, có thể nói là êm hơn so với lại cái chiếc SUV Tiguan một chút. Nói chung là mình hài lòng về cái cảm giác treo của chiếc Passat này. Về phản ứng của vô lăng, cái phản hồi vô lăng thì mình thấy là cũng khá thật, mặc dù là những cái góc đánh lái ban đầu thì nó hơi dính dính gì đó, nó bị gọi là ngâm, tức nghĩa là nó không có chuyển được cái phản hồi từ mặt đường lên ở những góc đánh lái ban đầu. Nhưng mà phần còn lại